yếu của chúng ta và rất quan trọng ở trên thị trường đó là ai ạ? Đó là khách hàng. Vậy thì chúng ta phải, mặc dù cái phần này chúng ta đã học ở trong các môn chung trước rồi, marketing, hành vi khách hàng, vân vân. Tuy nhiên ở đây chúng ta cũng nhắc lại một số những vấn đề cũng như những cái khái niệm liên quan để chúng ta có thể gọi là dựa trên những cái kiến thức về lý thuyết đó để chúng ta link nó vào, chuyển đổi nó hoặc liên kết nó với cái thực tế. Và sau khi mà chúng ta tìm hiểu về phần lý thuyết này thì chúng ta sẽ có một cái nhìn và các bạn sẽ thấy rằng là dựa trên cái lý thuyết đó thì chúng ta sẽ làm được cái điều gì liên quan tới cái hoạt động bán hàng. Và cụ thể đó là các bạn có thể phát thảo được một cái chiến lược, một cái kế hoạch bán hàng đơn giản cho một cái thị trường hoặc là một cái sản phẩm nào đó. Cô sẽ cố gắng trình bày ngắn gọn và kết thúc cái chương 2 này trong buổi chiều ngày hôm nay. Tại vì đúng ra là cô hồi sáng cô có nhắn với lớp trưởng là nếu như mà không kịp á, thì chiều ngày mai cô sẽ phổ biến. Nếu có thời gian các bạn nào không tham gia học môn học khác thì cô thực ra là không cần phải đầy đủ cả lớp, nhưng cô muốn các bạn nắm được một số những cái vấn đề liên quan tới cái môn học này, bởi vì cái môn học này thì như ngày đầu tiên cô nói là chúng ta đăng ký cái phương thức là học liệu điện tử, cho nên là nó có khác với một số các cái môn học khác, đó là các bạn phải làm việc nhiều hơn và ở mỗi cuối môn học thì sẽ có những cái ràng buộc về bài tập. Cho nên là cô cũng muốn thảo luận với các bạn về cái vấn đề về bài tập cuối chương cũng như là những cái bài tập bài thuyết trình của các bạn ở ở các cái nội dung các chương tới, và một cái bài tập lớn cuối cùng mà các bạn báo cáo. Thì chúng ta sẽ có cái thời gian để thống nhất lại những cái vấn đề đó. Thì dựa trên cái tình hình thực tế vào buổi chiều ngày hôm nay, xem thời gian nó như thế nào thì cuối buổi cô sẽ cân nhắc lại cái vấn đề đó cho các bạn ha. Thì đầu tiên chúng ta cứ đi vào cái buổi học ngày hôm nay cái đã. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào chương 2. Không biết là các bạn tải được cái tài liệu về để đọc chưa nhỉ? Các bạn tải cái tài liệu về để đọc cái bài giảng tóm tắt mà cô gửi cho các bạn đó. Thì trong đó nó cũng đã tóm tắt lại ha, cô cũng đã trình bày cho các bạn hết những cái ý chính rồi. Thì chúng ta chỉ trình bày lướt qua về lý thuyết ở cái góc độ trên lớp thôi, và chúng ta sẽ đưa ra những cái ví dụ để chúng ta cùng thảo luận. Thì ở trong chương số 2 này chúng ta sẽ có 3 nội dung chính để trao đổi cùng với nhau. Tuy nhiên khi mà các bạn đọc ở trong giáo trình á, thì nó chỉ có hai phần, đó là nghiên cứu khách hàng và lập kế hoạch tiếp thị thôi. Còn về cái phần hoạch định bán hàng á, là cái phần mà nó liên quan tới một số những cái nghiệp vụ và những cái kiến thức cơ bản mà khi mà các bạn đi ra các bạn làm việc á, các bạn đi ra các bạn làm sale hoặc là sub ở trên thị trường thì chúng hiểu, đúng không? Các bạn phải hiểu được cái đối tượng các bạn đang tương tác đó là cái gì, nó có những cái đặc điểm ra làm sao, và để mà cái đối tượng tương tác của mình gọi là hành động, đưa ra những cái hành vi theo cái ước muốn của mình á, thì chúng ta phải đưa ra được những cái kích thích nó phù hợp, đúng không ạ? Thì mới hướng cái chủ thể mà chúng ta tác động đó đi theo cái định hướng của mình. Do nó ở trong bán hàng cũng vậy, chúng ta phải quan trọng cái vấn đề là chúng ta phải hiểu được cái khách hàng của mình. Vậy thì cái việc đầu tiên mà ở trong bán hàng người ta quan tâm đó là ngắn gọn, đó là ai là khách hàng mục tiêu của chúng ta, đúng không ạ? Ở trong marketing của các bạn, ở trong marketing thì khi mà các bạn nói về khách hàng mục tiêu ở trong marketing thì đó là ai ạ? Đó là tất cả những người đã đang sẽ sử dụng cái sản phẩm hoặc là một cái dịch vụ nào đó của doanh nghiệp mình, đúng không ạ? Vậy thì ở trong marketing này các bạn sẽ thấy là cái hướng của nó mở hơn rất là nhiều. Cái đối tượng khách hàng mục tiêu của nó sẽ rộng hơn là so với bán hàng. Giống như hôm bữa chương 1 chúng ta có trao đổi với nhau cái sự khác biệt
ở trong cái văn hóa cũng như là cái nhận định, cái tầm nhìn của marketing và sale nó sẽ khác nhau, đúng không ạ? Vậy thì cái đối tượng khách hàng mục tiêu ở đây nó cũng sẽ khác nhau. À, khi các bạn học ở trong môn nguyên lý marketing á, thì thông thường không biết là cô có dạy các bạn hay không, nhưng nếu cô dạy thì cô hay đưa ra cho các bạn một cái câu chuyện để mà thảo luận ở cuối cái chương 1. Đó là các bạn có nhớ cái câu chuyện là có một cái công ty người ta bán giày không ạ? Các bạn bán giày dép và người ta bán hàng cho một cái hòn đảo ở trên Thái Bình Dương, đúng không? Và cái hòn đảo đó thì gọi là người dân ở trên đảo đó không có ai, chưa có ai mang giày dép hết á. Vậy thì khi mà marketing người ta ra, người ta tiếp cận thì người ta thấy đó là một cái thị trường rất là lớn. Nhưng mà khi đưa một nhân viên sale ra ngoài khảo sát á, thì nhân viên sale về báo cáo ngược lại với bộ phận marketing. Nhân viên sale nói rằng là dân trên đảo không mang giày dép, chúng ta không có thị trường. Vậy thì các bạn sẽ thấy là hai cái nhận định này nó trái ngược với nhau. Vậy thì bây giờ khi chúng ta đứng ở cái vai trò là người đi bán hàng thì chúng ta sẽ xem xét lại xem thử ai là khách hàng mục tiêu của mình, đúng không ạ? Và theo các bạn thì khách hàng mục tiêu tức là cái người mua hàng mà chúng ta sẽ hướng tới để bán cái sản phẩm của mình. Vậy thì theo các bạn á, chúng ta sẽ đưa ra những cái tiêu chí nào để có thể xác định đó là khách hàng mục tiêu của mình ạ? Các bạn thử thử suy nghĩ xem, nhớ lại xem chứ không phải là suy nghĩ nữa, tại vì chúng ta học rồi, đúng không? Học trong marketing rồi, nó cũng tương tự với lại là trong trong marketing thôi. Vậy thì cái đầu tiên mà chúng ta cần phải phải quan tâm để xác định đó là khách hàng mục tiêu của mình, đó là cái gì ạ? Ai cho cô biết được mục tiêu của mình nó là cái gì không? Các bạn nhớ lại xem trong marketing thì đối tượng khách hàng mục tiêu là người có đủ những cái tiêu chuẩn nào ạ? Đầu tiên, nếu như các bạn muốn trở thành một người khách hàng trong danh sách khách hàng mục tiêu của một doanh nghiệp thì chắc chắn các bạn cần phải có cái gì ạ? Cần phải có, các bạn phải có cái nhu cầu, đúng không? Có khả năng chi trả này cho sản phẩm, nhưng mà chúng ta phải có nhu cầu này, có tài chính, đúng không ạ, để chi trả cho một cái sản phẩm nào đó. Rồi có gì nữa không ạ? Ta có cần thêm gì nữa không? Hai yếu tố này là hai yếu tố quan trọng nhất đối với việc chúng ta xác định đâu là đối tượng khách hàng mục tiêu của mình. Tuy nhiên, chúng ta phải quan tâm tới sâu hơn, phải thấu hiểu hơn cái khách hàng của mình nữa. Đúng không? Thấu hiểu hơn khách hàng của mình nữa. Đúng là có quyền quyết định mua. Đó là có quyền quyết định mua, vân 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 ở đây. Tại sao lại có vân vân ở đây nữa? Tại vì mỗi công ty á, người ta sẽ có một cái quy định riêng xác định đâu là đối tượng khách hàng mục tiêu của mình. Ví dụ như là một cái sản phẩm nào đó mà các bạn gói gọn, các bạn chỉ đánh vào cái thị trường khách hàng mục tiêu là nữ nhân viên văn phòng thôi chẳng hạn. Vậy thì bây giờ ngoài cái vấn đề về cá nhân của khách hàng thì chúng ta có thể đưa vào đây cái gì ạ? Những cái quy định hoặc là những cái định hướng để mà chúng ta xác định khách hàng mục tiêu của công ty nữa. Ví dụ như là các bạn có thể là xác định xem là cái độ tuổi của khách hàng này, nghề nghiệp khách hàng này, hoặc là vùng, đúng không? Cái vùng địa lý mà khách hàng của chúng ta đang ở là đâu. Tại vì ở đây chúng ta
xác định khách hàng, nghiên cứu họ để mà chúng ta đi bán hàng luôn, chứ không phải là chúng ta để đó rồi chúng ta làm marketing, chúng ta tạo một cái sức ảnh hưởng rộng nữa, mà chúng ta phải phải đi tiếp cận họ và bán sản phẩm. Do đó thông thường cái ba dấu ba chấm ở đây là những cái điều kiện khác mà doanh nghiệp muốn đưa vào, muốn đưa vào, thậm chí là cái dấu ba chấm này có thể là không phải từ doanh nghiệp mà từ cái xã hội hoặc là cái chính. Các bạn bán một cái sản phẩm gì đó mà cái sản phẩm này chỉ bán cho người từ 18 tuổi trở lên thôi chẳng hạn. Ví dụ như ở nước ngoài người ta bán rượu bia, thì người ta chỉ bán cho những người 18 tuổi trở lên. Cho nên là khi các bạn đi ra nước ngoài, ví dụ như các bạn ở Mỹ hoặc ở châu Âu chẳng hạn, các bạn đi tới một cái cửa hàng mà các bạn mua rượu bia, nếu như nhìn các bạn nhỏ quá, nhìn trẻ quá đó, thì người ta sẽ yêu cầu xuất trình cái căn cước công dân đó, tức là cái giấy chứng minh nhân dân, ra xem thử là có đủ tuổi để mua hay chưa đó. Rồi ví dụ như là chính quyền người ta sẽ quy định một số những cái luật nào đó, ví dụ như các bạn thấy là cái thời điểm năm khoảng cỡ năm 2004, 2005 chẳng hạn, thì các bạn thấy là đối với cái sản phẩm xe máy ở thị trường Việt Nam á, thì nhà nước quy định là để mà đứng tên cái xe máy á, thì cái người mà mua xe đó phải có bằng lái, tức là phải có bằng lái thì mới được đứng tên, và được đứng tên ở một chiếc xe thôi, tức là mỗi người mua một chiếc xe thôi, tức là lúc đó nhà nước muốn kiểm soát cái số lượng đăng ký xe lại, bởi vì là cái sự hỗn loạn hàng hóa Trung Quốc nó đổ vào thị trường Việt Nam gây nhiễu, cũng như là cái bất lợi cho một số cái thương hiệu ở trong nước, thì nhà nước người ta kiểm soát bằng cái cách đó. Vậy thì đối tượng khách hàng mục tiêu của chúng ta nó cũng sẽ liên quan tới một số những cái tiêu chí như vậy nữa. Như vậy thì ở đây khi mà chúng ta làm sale, chúng ta thấy là cái thị trường mục tiêu của chúng ta nó có vẻ như gì ạ? Nó có vẻ như co lại, đúng không ạ? Co lại hơn so với là marketing. Tại vì marketing hôm bữa mình nói là gì? Chủ yếu là hoạt động kéo, mà kéo thì kéo càng nhiều càng tốt, đúng không ạ? Và xây dựng thương hiệu. Và xây dựng thương hiệu ở đây có thể là cái người đó họ không mua cái thương hiệu của mình, nhưng mà người ta biết tới cái thương hiệu của mình, người ta tin tưởng của thương hiệu của mình, thì đó cũng là một cái yếu tố quan trọng rồi, một cái sự thắng lợi rồi, đúng không ạ? Vậy vậy thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta phải xác định nó kỹ hơn, nó kỹ hơn, và để mà chúng ta có thể tìm được một cái bộ hồ sơ danh sách khách hàng thì chúng ta và tiếp cận đi bán hàng, nó liên quan tới cái việc là chúng ta thiết lập các chiến lược, các chiến thuật bán hàng ở trên thị trường đó, thì chúng ta phải thấu hiểu cái khách hàng của mình, đúng không ạ? Phải cân đo đong đếm xem là cái khách hàng của mình họ như thế nào. Vậy thì cái việc thấu hiểu khách hàng là một việc rất là khó, đúng không? Một việc rất là khó để hiểu một cái con người, để hiểu một cái khách hàng. Ví dụ như là các bạn ở trong một gia đình thì các bạn hiểu tính cách của người trong gia đình thôi đã khó rồi. Các bạn chơi với một người bạn thì các bạn chơi thân với nhau như vậy, qua nhiều năm như vậy, nói chuyện với nhau nhiều vậy, thì các bạn để mà thấu hiểu hết một người thì rất là khó, huống chi là khách hàng của mình. Thậm chí là gì? Mình phải thấu hiểu họ trước khi mình tiếp cận bán hàng cho họ, đúng không? Ví dụ như là hai người bạn nói chuyện qua lại hiểu tính cách của nhau thì nó dễ rồi. Còn khách hàng thì sao ạ? Mình phải hiểu họ trước khi mình tiếp cận luôn, phải hiểu trước khi say hello với họ, cho nên nó cực kỳ khó. Như vậy thì chúng ta phải làm cái gì đây ạ? Chúng ta phải nghiên cứu khách hàng. Vậy thì chúng ta nghiên cứu những cái thông tin nào từ từ phía khách hàng, đúng không ạ? Tức là chúng ta phải hiểu cái hành vi của họ, những cái thói quen của họ ra làm sao, những yếu tố về về nhân khẩu học. Lý do thứ hai là yếu tố thứ hai mà chúng ta cần phải hiểu là vì sao họ mua cái sản phẩm của mình, vì sao là họ có nhu cầu về sản phẩm của mình, đúng không ạ? Và cái nhu cầu ở đây thì các bạn trả lời là ủa thì tất nhiên là họ thiếu hụt, đúng không ạ? Nhu cầu là gì? Một cảm giác thiếu hụt, một cái gì đó mà khách hàng cảm nhận được và cần cái sản phẩm dịch vụ của mình để mà giải quyết cái nhu cầu đó, khỏa lấp được cái sự thiếu hụt đó của họ, ví dụ đói mua một ổ bánh mì để ăn thì giải quyết được cái nhu cầu đó. Tuy nhiên là các bạn khi bán hàng thì chúng ta phải hiểu nhiều hơn như thế nữa, biết là để giải quyết nhu cầu đó, nhưng mà vì sao họ mua sản phẩm của mình mà không phải là sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, đúng không? Vì sao? Ví dụ như là họ muốn một chất lượng sản phẩm tốt,
hay là họ mua bởi vì họ muốn trải nghiệm. À, ví dụ như là các bạn đi ra ngoài siêu thị, khách hàng hôm bữa cô đã chia cho nhóm nào đó rồi đúng không? Đó. Và như vậy thì ở đây chúng ta cần hiểu là gì ạ? Chúng ta phải xác định được chân dung khách hàng mục tiêu của mình, không phải đơn thuần là cái yếu tố về nhân khẩu hoặc là khoanh vùng họ lại đâu, mà chúng ta phải hiểu nữa đúng không ạ? Tại vì chúng ta khi đi bán hàng, chúng ta bán nhiều khách hàng khác nhau. À, ví dụ như là các bạn quay lại cái ví dụ về kẹo hồi nãy, các bạn có thể đi vào siêu thị và các bạn thấy kẹo, các bạn nhặt một thanh kẹo sô cô la lên và các bạn mua. Nhưng mà đó là bé nó đi siêu thị với bố mẹ đi khác. À, vậy thì nó người sử dụng là cái em bé đó đúng không ạ? Nhưng mà người chi trả cho sản phẩm và quyền quyết định mua lại thuộc về một cái người khác. À, vậy thì cái chính sách bán hàng của chúng ta nó phải khác. Thì đó là trong tiêu dùng cá nhân thôi các bạn. Còn ở trong khi mà chúng ta phân biệt ra người tiêu dùng là cá nhân mà người tiêu dùng là tổ chức thì nó còn phức tạp và nó khác biệt nhau hơn nữa. Thì lát nữa thì chúng ta sẽ đưa ra một cái ví dụ để chúng ta cùng phân tích ha. Sau khi mà chúng ta phát họa được hình ảnh khách hàng mục tiêu, cũng như là chúng ta hiểu được, cũng như là có một cái gì đó chúng ta hiểu được cái khách hàng của mình, và chúng ta có thể đưa ra được những cái chính sách hoặc là những cái tác động phù hợp hiệu quả lên những khách hàng đó rồi, thì chúng ta sẽ có một cái bước nữa, đó là chúng ta làm thế nào để có được cái danh sách khách hàng, hoặc là có được cái thông điệp, hoặc là làm thế nào để đi bán hàng được cho những nhóm khách hàng này một cách hiệu quả. À, tại vì chúng ta đang ở cái góc độ chung thôi, tức là các bạn biết là gì, đối tượng khách hàng của các bạn là phụ nữ đúng không ạ, sống ở trong ví dụ như là từ 20 cho tới 50 tuổi, giờ các bạn bán mỹ phẩm hay gì đó đúng không, và ở thị trường thành phố Đà Lạt. Ok, vậy là các bạn phải hiểu là những người ở thành phố Đà Lạt thì họ bị tác động bởi yếu tố văn hóa nào hay không, điều kiện về ví dụ như là khí hậu có ảnh hưởng tới làn da gây ra những cái vấn đề gì hay không, để mà các bạn đưa ra một cái sản phẩm hoặc một cái lời quảng cáo, cái thông điệp phù hợp với cái sản phẩm của các bạn để tác động lên khách hàng. Nhưng mà ở đây là các bạn phải đi bán hàng luôn, vậy thì các bạn phải có một cái danh sách hoặc là một cách nào đó để có thể tiếp cận được với những khách hàng này. Vậy thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem thử là các cái doanh nghiệp người ta có những cách nào để mà có được những cái thông tin về khách hàng, hoặc là cái cách nào để chúng ta có thể tiếp cận được với khách hàng của mình. Thì cô sẽ điểm qua cho các bạn một số cách để chúng ta có thể tìm kiếm được với khách hàng tương lai. Tại sao gọi là tương lai? Bởi vì là mình đang đi bán hàng đúng không? Và mình cố gắng chuyển đổi cái khách hàng mục tiêu này thành khách hàng active của mình, tức là những khách hàng sẽ mua hàng của mình đó. Thì gọi là khách hàng active nha các bạn. Thì cái phương pháp đầu tiên mà các bạn thường thấy mà ngày trước đây người ta hay làm, đó là chào hàng không hẹn trước và chào hàng trực tiếp đúng không? Thì đây là cách mà những người bán hàng người ta sẽ chọn lựa trước một nhóm khách hàng có khả năng mua. Ví dụ như là bán hàng, bây giờ mình sẽ bán hàng cho các bà nội trợ đúng không? Mình xác định là những người này sẽ có khả năng mua sản phẩm của mình, thì mình sẽ đi đến vào cái thời điểm mà mình nghĩ rằng là cái người này có ở nhà và mình giới thiệu hàng hóa. Ví dụ các bạn nghĩ rằng 11 giờ trưa thì mấy bà này đang nấu ăn, thì sẽ có ở nhà và các bạn đến để các bạn chào hàng bán rồi niêu xoong chảo, rồi là nước giặt, bột giặt, nước rửa chén vân vân các kiểu đúng không ạ? Thì các bạn thấy là tỷ lệ thành công khoảng 10% thôi. Có ai lý giải được cái tỷ lệ thành công tại sao lại thấp như vậy không ạ? Chúng ta thử dừng lại một tí xíu và suy nghĩ xem thử là tại sao cái tỷ lệ thành công ở đây nó lại thấp như vậy. Thông
thường khi mà ví dụ như là các bạn đặt, các bạn vào trong để mà chúng ta phân tích một cái câu hỏi, chúng ta thử đặt chúng ta vào đương sự thử coi đúng không ạ? Chúng ta thử đặt vào cái vị trí là các bạn là khách hàng, và một ngày nào đó một người bán hàng đi tới các bạn và chào các bạn một cái sản phẩm gì đó, thì các bạn có mua không? Ví dụ như các bạn hình dung là các bạn đang ở nhà nấu cơm, xong có một người tới và bán cho các bạn, giới thiệu cho các bạn một cái bộ nồi hoặc là một cái bếp hoặc là một cái nồi điện gì đó để hỗ trợ các bạn trong quá trình nấu ăn. À, vậy thì các bạn có mua không? Mua mà cái khả năng các bạn mua có cao không? Để chúng ta lý giải vì sao là cái tỷ lệ thành công nó thấp như vậy. À, và cái tỷ lệ thành công này là tính chung cho các cái trường hợp mà người bán hàng đã có mối quan hệ với khách hàng trước đó. Ví dụ như là trước đây đã bán một cái sản phẩm nào đó rồi, và bây giờ chúng ta tới chúng ta gặp và bán tiếp hoặc chào bán một cái sản phẩm nào đó, thì cái tỷ lệ thành công nó bao gồm cả cái khoản đó luôn rồi. Tức là thực tế cái tỷ lệ thành công ở lần đầu tiên cực kỳ thấp luôn. À, bởi vì ở đây là gì các bạn? Gọi là cái rào cản khách không mời mà tới. Tức là thứ nhất là họ thiếu cái sự tin tưởng và tới bán hàng cho mình, đúng không ạ? Và các bạn không có cái sự tin tưởng vào cái sản phẩm dịch vụ. Thứ hai nữa góp phần vào cái sự không thành công này, đó là tại vì các bạn đang bận rộn, đúng không? Các bạn đang nấu cơm mà, các bạn đang chuẩn bị ăn cơm mà, con chuẩn bị đi học về rồi, hoặc là chuẩn bị nấu cơm xong rồi nó ăn nó còn đi học nữa, mà tự dưng mình phải tiếp một người bán hàng như vậy thì thường là mình sẽ từ chối luôn, tại vì mất thời gian. À, thứ ba nữa là một cái sự đột xuất như vậy mình không có nhu cầu, tự dưng hỏi tới hỏi là chị ơi chị em có cái nồi này hay lắm, chị mua không để nấu cái này nó, chị có chị không cần, đúng không? Tức là các bạn ngay lập tức như vậy thì các bạn sẽ không có phát sinh nhu cầu được, không có một cái gì đó nó kích thích cái nhu cầu của các bạn đó. Cho nên là chủ yếu là ba cái lý do đó nó sẽ tạo ra một cái rào cản, cho nên cái tỷ lệ thành công nó rất là thấp. Thì các bạn có thể hình dung là thay vì đi tới gặp trực tiếp thì các bạn hay nghe điện thoại đó, đúng không ạ? Hay nghe điện thoại hoặc là một cái lời mời chào nào đó qua các cái mạng xã hội, mua sản phẩm gì đó thường thì các bạn cũng sẽ từ chối. Cái lần đầu tiên các bạn sẽ từ chối, các bạn không có thực hiện cái giao dịch đâu. Thì những cái người bán hàng á, người ta sẽ có cái lời khuyên cho những cái trường hợp này, đó là vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào ạ? Chúng ta sẽ tới để mà đưa cho khách hàng cái thông tin thôi. À, ví dụ như các bạn tới đưa gửi cho khách hàng một cái catalog, đúng không? Rồi là đưa lại cho họ một cái card visit hoặc là một cái brochure nào đó của công ty để mà họ có cái thông tin. À, và chúng ta đừng có chào hàng vào cái lần đầu tiên, và chúng ta hãy làm cái gì các bạn, hẹn họ vào một ngày khác. À, và chúng ta gửi lại cái thông tin để chi ạ? Để khách hàng có thời gian khách hàng tìm hiểu và khỏi bỡ ngỡ, đúng không? Họ ví dụ lúc đó họ không có thời gian, nhưng khi họ có thời gian thì họ sẽ lật ra xem cái brochure đó, cái catalog đó, cái thông tin đó của công ty là công ty nào, đúng không? Có uy tín hay là không? Rồi dựa trên cái catalog giới thiệu sản phẩm nó sẽ họ sẽ biết được là à cái sản phẩm này nó có cần thiết với mình hay là không, đúng không? Tức là cái quá trình họ tiếp nhận thông tin để họ phát sinh cái nhu cầu, thì cái và khi lần tiếp theo chúng ta tới tiếp cận với họ để mà bán hàng thì cái khả năng thành công nó sẽ cao hơn, bởi vì họ có cái sự chuẩn bị rồi và họ không có bị bỡ ngỡ nữa, đúng không ạ? À, và các bạn biết là bây giờ thì cái hình thức chào hàng không hẹn trước này nó cũng rất là phổ biến qua cái hình thức là telesale, đúng không? Tức là gọi cho các bạn để mà chào bán. Thì hôm bữa cô nói với các bạn là gì, những cái người làm telesale này họ phải cực kỳ kiên nhẫn và cực kỳ khéo léo để mà họ có được một cái đơn hàng, chốt được cái deal. Bởi vì khách hàng không bao giờ đồng ý ở cái lần đầu tiên, thậm chí là gọi tới 10 lần cũng không đồng ý nữa. Và theo gọi là khéo léo, bởi vì khi mà chúng ta gọi điện chào hàng như vậy, chúng ta phải khai thác cái thông tin của khách hàng, chúng ta phải hiểu khách hàng. Lần đầu tiên chúng ta gọi, đúng không ạ? Thì chúng ta nên đặt ra những cái câu hỏi hoặc là
đưa ra những cái định hướng nào đó để khách hàng có thể nói ra được một số những cái thông tin, mà dựa vào những cái thông tin đó chúng ta chào bán một cách hiệu quả hơn ở cái lần sau. Như vậy thì cứ dần 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 như vậy, tới một cái cuộc gọi nào đó thì chúng ta sẽ tiếp cận và đi vào đúng cái nhu cầu của khách hàng. Vậy thì ở đây chúng ta thấy sao? Chào hàng không hẹn trước thường là chúng ta đừng kỳ vọng nhiều vào cái việc là thành công trong cái việc là chốt được một cái đơn hàng, mà chủ yếu là chúng ta gửi cái thông tin về sản phẩm dịch vụ, hoặc là chúng ta sẽ hẹn họ và kiên trì theo đuổi khách hàng để chúng ta có được một cái đơn hàng ở cái lần tiếp theo thôi, đúng không ạ? Phương pháp thứ hai, phương pháp thứ hai mà chúng ta có thể tham khảo được đó là các sử dụng các cái danh mục hướng, đúng không ạ? Sử dụng các cái danh mục hướng dẫn thì đây là một cách để chúng ta có được cái danh sách khách hàng để mà chào hàng, đúng không ạ? Tức là chúng ta đang đi thu thập, hồi nãy là chúng ta vừa chúng ta có cái thông tin khách hàng rồi, chúng ta gọi điện thoại hoặc chúng ta đi tới để gặp, đúng không ạ? Nếu như là các bạn gọi điện thoại thì các bạn phải có thông tin trước, còn chào hàng gọi là chào hàng ngẫu nhiên theo kiểu cũ, có nghĩa là các bạn đi đột xuất từ một nhà người nào đó, đúng không ạ? Xong được cái quá trình đó thì cũng có thể là kèm theo cái việc là các bạn tìm và ghi lại những cái thông tin, ví dụ như là thông tin của cái nhà số bao nhiêu ở đường này á, là cô này cổ bao nhiêu tuổi, cổ làm gì, ví dụ như trong cái quá trình chào hàng mình có thể hỏi sơ sơ qua được để mình ghi lại cái thông tin của họ để mà về đưa vào cơ sở dữ liệu khách hàng. Nhưng mà ở cái danh mục hướng dẫn này thì là cái giai đoạn mà chúng ta đang tìm, đúng không ạ? Tìm cái thông tin của khách hàng, tìm thông tin sơ khởi của khách hàng. Thì chúng ta sử dụng bản danh mục hướng dẫn các khách hàng có nhu cầu về loại sản phẩm dịch vụ khác nhau trên thị trường. Thì dựa vào cái loại sản phẩm dịch vụ của chúng ta đang kinh doanh mà là gì, mà chúng ta sẽ xác định được là ai, tức là chung quy lại cái nhóm nào sẽ có nhu cầu, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta đang tìm thông tin về cái nhóm đó. Ví dụ như các bạn thấy là bây giờ các bạn sẽ bán cái sản phẩm hàng gia dụng này cho ai ạ? Cho ví dụ các bạn là nhân viên bán hàng đảm nhiệm khu vực phường 8, đúng không? Phường 8 chẳng hạn. Thì các bạn sẽ tìm cái thông tin khách hàng ở cái phường 8 này. Ví dụ như các bạn có thể tìm trên internet ha, các bạn có thể tìm qua, ngày xưa là nó hay sử dụng cái niên giám điện thoại, gọi là cái danh bạ điện thoại đó, nó sẽ có số nhà, sẽ có tên, rồi sẽ có thông tin vân vân của khách hàng ở đó, hoặc là một số những cái sản phẩm dịch vụ khác mà các bạn có thể tìm được ở trên những cái tạp chí chuyên ngành. Cô lấy ví dụ như là bây giờ các bạn bán sản phẩm gì nhỉ? Ví dụ như bây giờ các bạn đi bán máy điều hòa đi. Công ty các bạn bán máy điều hòa này, rồi máy nước nóng lạnh nè, và các bạn thấy là có một cái thị trường rất là béo bở ở thành phố Đà Lạt mà chắc hẳn sẽ có nhu cầu về cái này, đó là các cái khách sạn và cơ sở lưu trú, đúng không ạ? Tại vì các bạn thấy là ở trong du lịch thì các cái khách sạn, các cái cơ sở lưu trú để mà đạt một cái tiêu chuẩn nào đó, ví dụ tiêu chuẩn standard 1 sao, đúng không, tiêu chuẩn 2 sao, tiêu chuẩn 3 sao, thì các bạn thấy là ở cái để mà đánh giá được cái tiêu chuẩn này thì bên sở du lịch người ta sẽ quy định một số các cái điều kiện mà cái cơ sở lưu trú hoặc khách sạn này phải đạt được thì mới được cấp công nhận. Lấy ví dụ như là phải có bình cứu hỏa nè, phải có thiết bị báo cháy nè, phải có camera nè, rồi là cái diện tích phòng á, diện tích phòng ở nó là phải tối thiểu là bao nhiêu, đúng không? Diện tích nhà vệ sinh tối thiểu là bao nhiêu, rồi phải có máy lạnh hay là không có, tức là khách không xài nhưng mà để đạt được cái tiêu chuẩn đó thì vẫn phải có chẳng hạn, đúng không? Phải có máy nước nóng lạnh nè, rồi ví dụ như khách sạn 5 sao vân vân á, thì có những cái nơi ví dụ được công nhận là resort hay không á, thì là các bạn thấy là nó quy định cái diện tích và cái không gian phía bên ngoài, tức là không phải là chỉ là một cái khách sạn to bự như thế này
là hết, mà nó phải có cái không gian, tức là cái không gian, cái cảnh ở bên ngoài nữa, diện tích là bao nhiêu, như thế nào nữa, đúng không ạ? À, vậy thì quay lại với cái khách sạn của chúng ta, bởi vì chúng ta nghĩ rằng là bây giờ các khách sạn nó cũng phải đạt được một số những cái tiêu chuẩn nào đó mới có thể thu hút được khách hàng, vậy thì nó sẽ có nhu cầu về những loại sản phẩm này. Vậy thì để bán vào những cái khách sạn ở thành phố Đà Lạt thì làm sao chúng ta có những cái thông tin đó để mà chúng ta đi, đúng không? Thì cái cách thứ nhất là cách đầu tiên hồi nãy đó, chúng ta sẽ đi đại đi, tức là ngày hôm nay chúng ta sẽ đi một cái tuyến đường, ví dụ tuyến đường Bùi Xuân chẳng hạn, là chúng ta vô các khách sạn, vô các khách sạn để mà chúng ta chào hàng. Nào còn cách thứ hai nữa, ví dụ như là các bạn muốn thu thập cái thông tin khách hàng trước, rồi các bạn sẽ phân tích cái thông tin khách hàng này, sau đó các bạn đưa ra cái chính sách bán hàng nó linh hoạt, nó phù hợp hơn với mỗi nhóm. Như vậy thì chúng ta nên tập hợp danh sách khách hàng về trước, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta phải đi tìm, thì tìm ở đâu? Ví dụ như là nãy cô nói với các bạn là những cái tạp chí chuyên ngành, ví dụ như tạp chí du lịch Đà Lạt chẳng hạn, chúng ta cũng có thể tìm được một số các cái thông tin về khách hàng của mình ở trên đó. Thì cái tạp chí chuyên ngành về du lịch nó sẽ có cái gì mà cô nói là tìm được? Cô lấy ví dụ cái có thông tin chung chung về Đà Lạt, đúng không? Quy hoạch về du lịch Đà Lạt, thông tin về một số điểm nổi bật để quảng bá du lịch Đà Lạt, vân vân. Một số những cái món ăn, một số những cái điểm vui chơi giải trí hay là một cái gì đó, người ta đăng bài lên trên đó. Và cuối cùng thường là các bạn thấy là sẽ có danh sách, đúng không? Danh sách các nhà hàng, danh sách các cơ sở lưu trú, danh sách các khách sạn ở phía sau của cái tờ tạp chí đó. Và ví dụ như là tại sao nó lại ở đằng đó? Tại vì những cái khách sạn này nó sẽ đăng quảng cáo ở trên nó, tức là nó muốn đưa cái thông tin của nó lên nó để cho khách hàng biết được, đúng không? Để cho khách hàng biết được là tìm nó được ở đâu. Do đó là chúng ta cũng có thể là dựa trên những cái tạp chí chuyên ngành này, những cái danh mục hướng dẫn này để chúng ta lấy được cái danh sách khách hàng. Rồi và các bạn biết là ở hiện tại này thì chúng ta có thể tìm được thông tin rất là dễ, đó là chúng ta chỉ cần sử dụng gì, các bạn sử dụng internet thôi. Có đúng không ạ? Khi các bạn làm bài tập thì ra các bạn cũng việc đầu tiên là Google cái đã, đúng không ạ? Thì các bạn thấy là cái nào cũng có ưu và nhược điểm của nó, đúng không? Cái việc mà các bạn sử dụng danh mục hướng dẫn nó cực kỳ nhanh và cực kỳ tiết kiệm chi phí, chúng ta không cần phải đi ra ngoài để chúng ta tìm, chúng ta chỉ ngồi chúng ta sử dụng và chúng ta ghi lại những cái thông tin, nó có những cái thông tin nó, hoặc là lên mạng tìm cũng rất là nhanh và rất là nhiều. Tuy nhiên là những cái thông tin này thường là chúng ta thấy nó có cái nhược điểm là nó không có cập nhật, đúng không? Có cái sự thay đổi. Ví dụ như trước đây là có cái tên khách sạn, ví dụ cô làm một cái khách sạn chẳng hạn, các bạn tìm được cái thông tin đó vào năm ngoái, tới năm nay sao ạ? Covid phá sản mất tiêu rồi, hoặc là chuyển đi nơi khác rồi, nó không còn đúng nữa. Tương tự như vậy, các cái thông tin trên internet vân vân cũng vậy. Và đặc biệt là nói tới những cái thông tin trên internet thì chúng ta, các bạn sinh viên cũng phải lưu ý là internet là một cái nguồn tham khảo thôi nha các bạn, tham khảo rất là hiệu quả và rất là rẻ, rất là nhanh chóng cho các bạn, kể cả các cái vấn đề trong quá trình sinh hoạt hàng ngày, gặp một cái vấn đề gì đó, ví dụ tại sao bị đau bụng, đau bụng chị đau bụng cũng lên mạng tìm, xong rồi nó ra tùm lum tá lả luôn. Vậy thì cái điều quan trọng là gì? Các bạn phải biết lọc những cái thông tin nào là những cái thông tin có thể sử dụng được, và những thông tin nào là những cái thông tin chưa được kiểm chứng. Thì ở trong môn học, các môn học cũng vậy. Ở đây cô nhắc nhở luôn là bởi vì chúng ta ở môn học này cũng như môn học sắp tới, rồi các bạn học xong các bạn còn làm chuyên đề nữa, thì chắc chắn cô sẽ hướng dẫn một vài bạn ở trong lớp mình. Thì các bạn lưu ý dùm cho cô là các bạn có thể tham khảo trên internet. Tuy nhiên là gì ạ? Các bạn phải biết sàng lọc những cái thông tin ở trên internet đó. Những cái thông tin nào là thông tin đã được kiểm chứng, đặc biệt là những cái thông tin liên quan tới học thuật, đúng không? Nghe thì nó vẽ rất là hay. Ông này ông nói hay lắm, vô blog của ông nói hay vô cùng, ông nói tào lao à. Đúng không ạ? Vì cái lý lẽ, cái biện chứng của ổng nghe rất là hay, rất là hợp lý, nhưng mà thật ra nó đi ngược với lại cái khoa học đã chứng minh, cái những cái nghiên cứu khoa học đã chứng minh. Thì các bạn phải tìm được những cái thông điệp nào, những cái thông điệp nó đúng, đúng không? Và cái tiếp theo nữa là gì? Liên quan tới học thì là các bạn phải làm gì? Các bạn phải modify nó lại. Các bạn phải đọc cái thông tin nó
gom cái thông tin, nó tổng hợp nó lại, xong rồi việc phát nó ra lại dưới dưới cái sự hiểu biết và dưới cái sự trình bày của mình, chứ đừng có cóp 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 như vậy, nó sẽ diễn ra cái tình trạng đạo văn, đúng không ạ? Hôm bữa các bạn làm bài thì cô chưa có thời gian để mà cô chấm ở cái bài tập ở cuối chương 1, đúng không? Nhưng mà hôm đó thì cô cũng có dặn các bạn là tham khảo thoải mái, đúng không? Tuy nhiên là hãy trình bày dưới cái sự hiểu biết hoặc cái quan điểm của bản thân mình, chứ đừng có cóp ở trên mạng về, đúng không? Các bạn thấy hay đó, nhưng mà chưa chắc là nó đúng. Và cô muốn mặc dù nó có đúng đi chăng nữa đó, thì các bạn cũng nên là gì ạ? Nên là trình bày lại dưới dưới cái quan điểm hoặc là cái tiếng nói của mình để tập cái điều đó. Nó rất là hiện, nó rất là quan trọng, và nó sẽ tạo cho các bạn một cái thói quen, một cái lợi ích khi mà các bạn ra các bạn làm việc, khi mà các bạn đi phỏng vấn hoặc là các bạn đi làm việc ở trong một cái công ty chẳng hạn. Mặc dù các bạn trình bày lại cái lý thuyết đó thôi, các bạn đọc quyển sách xong các bạn nói lại cho người ta nghe thôi, nhưng mà các bạn đọc cho người ta nghe nó khác, còn các bạn nói dưới cái sự hiểu biết và cái lời của mình nó khác. Các bạn hãy thêm vô, đúng không ạ? Ví dụ như đơn giản một câu nói thôi, một câu chuyện hài hước thôi, đúng không? Nhưng mà giả sử như là một người kể và các bạn kể lại y chang như vậy đó, thì nó có thể là nó không có được hay, mà các bạn có thể ví dụ như thêm những cái từ cảm thán, rồi các bạn ngừng nghỉ, hoặc các bạn thêm thắt vào một vài câu đệm đệm gì đó vô nữa, tự nhiên là nó hay hơn, đúng không? Cho nó ở trong cái quá trình mà các bạn làm việc cũng vậy, cái kế hoạch kinh doanh nó là như vậy, nhưng cái trình bày là cái khả năng của các bạn thể hiện ra. Các bạn trình bày có dễ hiểu không, các bạn có diễn giải được không, các bạn có thêm thắt được cái ý tưởng nào đó của mình vô hay không đó. Và các bạn nên tập cái điều đó từ bây giờ, từ những cái môn học, đúng không? Từ những cái quá trình, những cái bài tập nhỏ nhỏ, những cái bài thi, những cái chuyên đề vân vân, để các bạn hình thành một cái thói quen, để sau này khi mà các bạn ra, các bạn đi phỏng vấn hoặc là các bạn đi làm, các bạn sẽ chiếm được ưu thế rất là nhiều. Thật ra cái đó là cái kỹ năng mềm của chúng ta thôi, nhưng mà chúng ta cũng phải tập nha. Rồi chúng ta quay lại với cái phần chúng ta tìm cái thông tin khách hàng, thì chúng ta cũng lưu ý là chúng ta phải xác thực lại xem là những cái thông tin nó có được cập nhật hay chưa, và những phải loại bỏ chứ không phải chúng ta lôi hết về, đúng không? Chúng ta lôi hết về là không được. Cái tiếp theo nữa là chỉ dẫn mang tính dây chuyền, thì đây là cách mà những người đi bán hàng người ta khai thác dựa vào cái mối quan hệ khách hàng, quản lý quan hệ khách hàng của mình. Đó là ở đây là gì? Cái sự giới thiệu, cái word of mouth, cái sự truyền miệng của các khách hàng đã mua hàng của mình, đúng không? Mua hàng xong rồi là giới thiệu cho người khác. Vậy thì để cho cái chỉ dẫn mang tính dây chuyền này nó có thể diễn ra được, là sau khi cô mua xong cô giới thiệu cho người khác được, thì bắt buộc là gì ạ? Các bạn phải phục vụ khách hàng tốt nhất ở lần đầu tiên, được không ạ? Các bạn phải phục vụ họ tốt nhất ở lần đầu tiên, và cái ấn tượng khi mà các bạn mua hàng lần đầu tiên là cực kỳ quan trọng. Ví dụ các bạn đi mua một cái thương hiệu nào đó, đúng không ạ? Và các bạn mua về, các bạn sử dụng, các bạn thấy trơn tru, các bạn thấy ổn thỏa hết, không vấn đề gì hết, thì lần sau các bạn sẽ tiếp tục mua cái sản phẩm đó một cách dễ dàng, hoặc là các bạn đi giới thiệu với người khác. Nhưng các bạn mua về lần đầu tiên mà nó gặp trục trặc gì đó, thì các bạn mặc định là cái thương hiệu này rất là dở, đúng không? Nhưng mà cái lần thứ hai các bạn mua nó mới gặp trục trặc á, thì các bạn vẫn thấy là cũng đâu đến nỗi đâu, tại vì cái đầu tiên mình xài ngon ơ mà, đúng không? Cái đó là cái tâm lý của khách hàng. Do đó là ở trong bán hàng này thì cái gọi là cái gì đầu tiên nó cũng quan trọng hết đó các bạn. Tức là khách hàng có được thỏa mãn vào lần đầu tiên hay là khi mua sản phẩm hay là không, những cái thắc mắc, những cái khiếu nại, những cái phản hồi của khách hàng có được gọi là giải quyết, đúng không? Phản hồi nhanh chóng và hiệu quả ở cái lần đầu tiên hay là không, cái ấn tượng lần đầu tiên xuất hiện của người bán hàng với khách hàng có tốt hay là không, có chuyên nghiệp hay là không, đúng không ạ? Ví dụ như các bạn đi vào trong một cái cửa hàng, các bạn mua một cái sản phẩm gì đó, và người nhân viên bán hàng ra, mặc dù hôm đó là có thể là mới bị thất tình đó, đúng không? Mới bị thất tình hoặc mới bị người yêu bỏ gì đó, buồn và coi như là đầu óc rỗng tết, không suy nghĩ được cái gì hết, và tư vấn cho các bạn rất quất, hoặc là hỏi tới cái gì thì cũng ậm ờ bởi vì không có tâm trí đâu mà trả lời, mặc dù cô đó hoặc là người bán hàng đó họ có kiến thức về tư vấn hoặc là họ kiến thức về chuyên môn rất là tốt, nhưng mà lần đầu tiên bị vậy khách hàng không cần biết là anh bị thất tình hay bị sao hết á, người ta khẳng định luôn nè,
cái chỗ này nhân viên bán hàng không biết gì hết trơn, đừng vô đó mua, mất công đúng không? Tức cái ấn tượng đầu tiên rất là quan trọng. Cho nên là đặc biệt là để mà khách hàng giới thiệu cho người khác thì mình phải đảm bảo được cái việc là phục vụ khách hàng tốt nhất ở cái lần đầu tiên. Và nếu như chúng ta có được cái điều này rồi thì đây là những khách hàng mà cái tỷ lệ chuyển convert từ cái việc là khách hàng quan tâm tới khách hàng active nó rất là nhanh, và nó rất là tiết kiệm chi phí cho chúng ta. Nó rất là tiết kiệm chi phí. Bởi vì khi mà các bạn đi mua hàng hiện nay đó thì các bạn cũng sẽ thấy là các bạn quan tâm tới cái thông tin, tức là các bạn tìm kiếm cái thông tin về sản phẩm dịch vụ đó ở đâu. Ngày trước thì chúng ta có thể tìm từ cái người bán hàng và tin tưởng vào cái lời quảng cáo của doanh nghiệp, nhưng mà bây giờ khách hàng bắt đầu là người tiêu dùng thông thái rồi đúng không? Và các bạn đi đâu ạ? Các bạn đi tìm kiếm những cái review, hoặc là các bạn đi hỏi thăm những cái kinh nghiệm, những cái thông tin mà của sản phẩm dịch vụ đó từng từ những người đã sử dụng cái sản phẩm đó trước đây rồi. Và mua hàng online cũng vậy. Nên các bạn thấy là hôm bữa mình có trao đổi với nhau đó, rất là nhiều người là mua hàng ở trên những cái app online thì cũng rất là cẩn thận, là đi đâu ạ, đi đọc những cái review xem cái sản phẩm nó có tốt hay là không, nhưng gì ạ, nhưng vẫn vẫn mua phải cái sản phẩm giỏ. Bởi vì sao? Và những cái review đó có thể cái người bán người ta tự tạo ra được. Ví dụ như cô lập một cái Shopee ha, và cô nhờ các bạn là mua hàng xong đánh giá, cô lôi kéo các bạn mua giùm cô gì đó xong rồi đánh giá 5 sao, tức là review rất là tốt, thậm chí là các bạn ví dụ như đọc 4 5 người nhận xét tốt cho 5 sao thôi, khen khí thế vô rồi chụp một cái hình ảnh minh họa lên là các bạn thấy ồ chỗ này mua được rồi đúng không? Cho nên là nó sinh ra những cái dịch vụ đúng không? Ví dụ như là kinh doanh online chẳng hạn, tăng mắt người xem này, tăng lượt truy cập này đúng không ạ? Rồi tạo ra những cái lượt phản hồi tốt này, giấu nhẹm đi những cái phản hồi xấu này đúng không? Can thiệp được hết. Cho nên là chúng ta thấy là mình phải tìm có cái con đường tìm kiếm, mình là người khách hàng mình phải có cái cách tìm kiếm cái thông tin nó đúng rồi. Tiếp theo nữa là một số cách khác sẽ hỗ trợ cho việc chúng ta có thể gọi là tăng cái khả năng chuyển đổi từ cái khách hàng là quan tâm tới sản phẩm thành cái khách hàng active, tức là thành khách hàng mua hàng của mình. Thì ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng những cái thư từ giới thiệu, thì cái thư từ giới thiệu ở đây là một công cụ nó gọi là nó hỗ trợ cho chúng ta trong cái việc có thể lấy được cái lòng tin của khách hàng. Rồi ví dụ như sau này các bạn đi thực tập chẳng hạn thì các bạn sẽ có một cái thư giới thiệu từ trường đại học Đà Lạt, từ khoa quản trị kinh doanh cho trường đóng cái dấu vào, để các bạn đi tới các công ty các bạn xin để thực tập ở trong đó. Thì gọi là những cái thư từ giới thiệu này sẽ từ đâu ạ? Ví dụ như từ những cái người bán hàng có kinh nghiệm, ví dụ như từ giám đốc bán hàng của các bạn, từ cái người quản lý bán hàng, hoặc là từ một người nào đó có ảnh hưởng trong cái ngành mà các bạn đang kinh doanh. Đưa cho các bạn một cái thư giới thiệu và tới đưa cho cô. Vậy thì cô sẽ xóa bỏ bớt cái rào cản mà khách lạ và không biết các bạn là ai, bởi vì có một cái sự đảm bảo nào đó đúng không ạ? Có một cái sự đảm bảo nào đó để mà cô thực hiện cái giao dịch với các bạn. Đó. Rồi các bạn cũng có thể tìm kiếm những khách hàng từ bạn bè và những người quen biết xung quanh mình. Tức là chúng ta hãy nên khai thác tất cả những cái mối liên hệ ở xung quanh để có thể có được khách hàng. Đừng có ngại. Các bạn mà đã vô trong nghề bán hàng rồi mà kêu là thôi em ngại thì là không làm được. Đúng không ạ? Mình phải tận dụng tất cả các cái mối quan hệ để mà lần ra được cái dấu vết khách hàng. Bởi vì là cái áp lực về doanh số rất là lớn. Cho nên là, và đặc biệt là nếu như chúng ta khai thác từ những cái nhóm thân thuộc của chúng ta thì cái tỷ lệ chuyển đổi khách hàng nó cao hơn rất là nhiều so với việc chúng ta tiếp cận những cái khách hàng mà không quen biết. Rồi tương tự như các thư từ giới thiệu thì chúng ta cũng có thể sử dụng những người có ảnh hưởng, sự hỗ trợ của những người có ảnh hưởng để mà đi đến gặp khách hàng trong các cái thương vụ lớn.
cái bưu thiếp quảng cáo này các bạn, cái bưu thiếp quảng cáo thì cô muốn nói một chút xíu, có thể là các bạn không hình dung được. Thì cái bưu thiếp quảng cáo thật ra là ví dụ như là những cái brochure, những cái catalog, những cái gọi là những cái tấm quảng cáo, hay những cái tấm quảng cáo về sản phẩm dịch vụ của công ty mà các bạn gửi tới cho khách hàng. Ví dụ như các bạn đi phát tờ rơi, hoặc là các bạn có thể gửi kèm với một cái sản phẩm hoặc cái dịch vụ gì đó. Ví dụ như là các bạn hay đi mua cái gì đó ở trong một cái cửa hàng nào đó, xong người ta ví dụ mua thuốc nha, cô hay đi mua thuốc ở Nhân Hòa, là hay có cái trường hợp là cho họ bỏ vô túi, xong rồi họ lấy một cái gọi là cái tờ brochure của một cái sản phẩm công ty nào đó nhét vô luôn, và cô về cô gỡ ra cô đọc coi là cái gì, đúng không ạ? Thì cái đó gọi là bưu thiếp quảng cáo. Thì mục tiêu của cái bưu thiếp quảng cáo này đó là để mà thông điệp tới cho khách hàng. Và chúng ở trong bán hàng á, thì chúng ta phải khai thác cả cái nguồn khách hàng bị động và khách hàng chủ động. Thế khách hàng bị động là khách hàng mà chúng ta chủ động tiếp cận với họ, đúng không? Và khách hàng chủ động là khách hàng người ta tự người ta liên hệ với mình thông qua một cái kênh nào đó, và họ biết được thông tin của mình và họ chủ động, ví dụ như là gọi điện tới để mua, hoặc là đi tới để mua thông qua cái sự giới thiệu của người khác, hoặc là từ những cái bưu thiếp quảng cáo này chẳng hạn. Và như vậy thì cái bưu thiếp quảng cáo này các bạn sẽ thấy là nó có cái tác động là kéo khách hàng, tức là tung thông tin cho khách hàng và kéo khách hàng tới cho cái người bán. Tuy nhiên là các công ty người ta cũng có thể sử dụng cái bưu thiếp quảng cáo này để thu thập thông tin khách hàng các bạn. Bạn thấy lạ không? Thu thập thông tin khách hàng. Ồ, vậy thì thu thập thông tin khách hàng như thế nào thông qua cái bưu thiếp quảng cáo này? Tức là ví dụ như là đơn giản là các bạn đi dự một buổi hội thảo nào đó, đúng không? Thông qua một một cái nguồn thông tin nào đó, các bạn biết được có cái buổi hội thảo đó và các bạn sẽ đi dự cái buổi hội thảo. Hội thảo đó có thể là offline hoặc là online chẳng hạn, đúng không? Offline hoặc là online. Thì sau khi dự xong cái buổi hội thảo đó thì người ta sẽ hỏi các bạn là biết được cái thông tin này từ đâu, thông qua một cái tờ khảo sát, và các bạn sẽ điền cái thông tin nó gửi lại cho họ. Hoặc là nếu như các bạn nhận được một cái tờ bưu thiếp quảng cáo ở đâu đó, thì người ta sẽ có một cái cách để thu thập thông tin, đó là người ta sẽ đăng lên một cái gì, một cái ô nhỏ nhỏ trên đó, người ta sẽ có một cái phần gọi là bốc thăm trúng thưởng. Hoặc là khi mà các bạn điền thông tin của các bạn theo cú pháp này, các bạn gửi về, tức là cũng có một cái phần khuyến mãi nào đó cho khách hàng, quà tặng nào đó cho khách hàng khi mà khách hàng gửi cái thông tin của mình về. Như vậy trong cái quá trình mà bây giờ tội gì, đúng không ạ? Bây giờ các bạn gửi về, ví dụ như là bạn cái cú pháp này gửi theo cái số điện thoại đó về, các bạn có cơ hội trúng được cái này, hoặc là các bạn có được một cái voucher giảm giá 20% cho cái lần mua đầu tiên của mình. Ủa tội gì mà không làm, mình đâu có tốn tiền đâu, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn thực hiện một cái cú pháp, các bạn gửi như vậy thì họ sẽ thu thập được cái thông tin mà họ muốn. Ví dụ như là cú pháp là họ tên, đúng không ạ? Họ tên các bạn, gạch ngang, độ tuổi, tùy theo là công ty muốn thu thập thông tin gì. Ví dụ là tên tuổi, hoặc là tên giới tính, hoặc là tên là tên của khách hàng, rồi là địa phương ở đâu, đúng không ạ? Và gửi về. Như vậy thì người ta dựa trên cái số điện, người ta gửi về thì người ta có được số điện thoại của các bạn này, có được tên các bạn và thêm cái thông tin mà họ muốn. Cái khách hàng có thể là tặng cho các bạn 10% hoặc là 20% cái chiết khấu mua hàng, nhưng mà trong đó họ tính hết rồi, đúng không? Tính theo cái chi phí khuyến mãi hết rồi, có đúng không ạ? Vậy thì nó tiết kiệm hơn rất là nhiều so với việc là chúng ta phải đi ra, chúng ta hỏi, tìm cách tiếp cận với khách hàng để có được những cái thông tin đó. Tại vì ở đây chúng ta thấy là tìm kiếm khách hàng tương lai này là tìm kiếm cái thông tin của họ, tìm kiếm cái cơ hội tiếp cận, tìm kiếm cái ở cái deal bán hàng, tức là những cái đơn hàng từ họ. Vậy thì dùng cái bưu thiếp quảng cáo và cái cách mà cô vừa mới nói đó cũng là một cách rất là rẻ và rất là nhanh chóng để thu thập được dữ liệu khách hàng về. Bởi vì khi các bạn thấy đó, để mà chúng ta đưa ra một cái chương trình bán hàng hiệu quả và quản trị mối quan hệ khách hàng lần theo với khách hàng, thì cái dữ liệu rất là quan trọng. Và hiện nay người ta gọi là big data, dữ liệu lớn, đúng không ạ? Và cái dữ liệu
lớn như vậy, nó khổng lồ như vậy đó, thì bắt buộc phải sử dụng công nghệ thông tin để mà chúng ta truy vết, chúng ta phân tích và chúng ta lưu trữ. Chúng ta không thể nào ghi ra giấy xong rồi đến hồi tổng hợp lại, rất là khó. Tới cái phần CRM, cái chương số 4 thì một số nhóm nào đó sẽ tiếp nhận cái nội dung này, thì tới lúc đó chúng ta sẽ được gọi là thẩm thấu nó ở mức độ sâu hơn, được không ạ? Ở đây thì cô chỉ nêu như vậy thôi. Giới thiệu sản phẩm, ta vừa có thể bán hàng, có thể thu thập được thông tin khách hàng theo một cái hoặc là hội chợ những cái sản phẩm mà, thì chúng ta sẽ đưa cái sản phẩm của chúng ta đăng ký một cái gian hàng để chúng ta đưa ra đó, chúng ta bán cái sản phẩm. Vậy thì khi mà chúng ta tham gia vào cái hội chợ triển lãm giới thiệu sản phẩm này, chúng ta sẽ tiếp cận được với một khối lượng khách hàng mục tiêu. Bởi vì ví dụ như cô quan tâm tới rau organic, tức là rau hữu cơ, thì cô tôi mới đi tới cái hội chợ đó cô xem chứ, đúng không ạ? Hoặc là ví dụ như là cô quan tâm tới những cái sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ chẳng hạn, thì cô mới đi tới cái hội chợ đó. Nếu không quan tâm thì không đi làm gì hết trơn á. Thì khi mà các bạn tham gia vào những cái hội chợ, đặc biệt những hội chợ chuyên ngành như vậy đó, thì rõ ràng cái đối tượng khách hàng mà tới cái hội chợ đó là những cái đối tượng khách hàng mục tiêu của mình rồi đó, tức là họ ít nhiều gì có quan tâm tới cái sản phẩm của mình, và có thể phần tức là đây là một cơ hội chúng ta tiếp cận với khách hàng, vừa giới thiệu được triển lãm này, mình cũng có một cái thứ mà mình tận dụng được. Là chúng ta làm thế nào đó để lấy được thông tin khách hàng đi, bởi vì cô mới nói là gì ạ? Cô mới nói là những người đi tới cái hội chợ này, có nghĩa là những người quan tâm tới cái sản phẩm, lấy cái khối lượng danh sách khách hàng này đi để lưu lại đó, từ từ chúng ta chào bán sau, đúng không? Tại vì trong một cái hội chợ diễn ra 3 ngày như vậy, ví dụ như là 10 lượt 10.000 lượt khách hàng tới, nhưng mà không phải là 10.000 lượt khách hàng đó đều mua sản phẩm của mình, đúng không? Họ có thể đi ngang qua họ thấy thôi. Vậy thì làm thế nào để lấy được cái thông tin của họ? Các bạn bạn thử suy nghĩ xem làm thế nào đây, khuyến khích họ để lại thông tin, đúng không? Và khuyến khích bằng cách nào? Các bạn thấy là chúng ta nên khuyến khích bằng cách nào? Không có ai mà rảnh rỗi ghé lại và để lại thông tin của mình, đúng không ạ? Thường là mình sẽ bị dụ để lại thông tin. Và làm thế nào để người ta tự nguyện? Phải có phần thưởng, đúng không? Tại vì các bạn thấy đơn giản, mình rất là dễ bị dụ. Có phần thưởng là ví dụ như cô nói là các bạn ơi bây giờ phát biểu đi, cô cộng điểm, thế là tự dưng cả lớp rần 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 phát biểu, còn cô kêu là cô hỏi không thôi và không có một cái phần thưởng nào cả, thì chẳng có bạn nào cả, đúng không ạ? Và khách hàng cũng vậy, bây giờ để mà họ để lại thông tin, chúng ta treo phần thưởng đi. Phần thưởng như thế nào? Một cách rất ngây thơ, mình để ra một cái giải thưởng nào đó, ví dụ như là một cái laptop chẳng hạn, là một chiếc xe máy, hoặc một chiếc tivi, hoặc là một bộ sản phẩm gì đó liên quan tới cái sản phẩm mình đang kinh doanh, một cái cơ hội gì đó cho khách hàng, đúng không? Và mình để một cái thùng phiếu đúc thăm trúng thưởng, và mọi người đi ngang qua, và mình sẽ chú trọng làm cái việc là gì ạ? Quảng cáo về cái chương trình đó, hoặc là để một cái POM rất là lớn, thành một cái biểu biểu ngữ hơn, một cái biểu ngữ, một cái thông báo ở đằng trước quầy của mình là có chương trình 1 năm trúng thưởng bự vậy nè, có giải thưởng bự vậy nè. Và chỉ khách hàng chỉ cần làm gì, không cần làm gì hết, chỉ để lại cái gì, ghi tên, số điện thoại của mình, thông tin liên lạc của mình, bỏ cái rồi ví dụ như từ đâu tới, hoặc là từ doanh nghiệp, ví dụ như là bạn có phải là công ty không, điền công ty vô, còn nếu là bạn là không phải công ty thì thôi. Tức là mình vừa thu thập những cái thông tin mình cần biết,
xịn vô trong, nó bỏ vô trong cái thùng đó để mà rút thăm trúng thưởng, đúng không ạ? Vậy thì các bạn sẽ thu được rất nhiều những thông tin những người tham gia vào cái hội chợ đó, đó là những khách hàng tiềm năng của mình đó, để mình về mình sử dụng những cái dữ liệu đó, đúng không ạ? Và các bạn thấy là cái số lượng thông tin khách hàng mà chúng ta thu thập được so với cái giải thưởng mà chúng ta bỏ ra, đúng không ạ? Chi phí giải thưởng chúng ta bỏ ra với chi phí tương ứng chúng ta phải bỏ ra để thu thập thông tin chừng đó khách hàng, nó quá nhỏ bé luôn, đúng không? Nó quá nhỏ bé luôn. Cho nên các bạn thấy là các bạn thấy là uống biết mấy công ty này cũng không làm thương hiệu là một phần thôi, đúng không ạ? Làm thương hiệu là một phần thôi, còn lại là cũng không phải là làm thương hiệu không đâu, mà người ta cũng đang muốn lấy thông tin khách hàng nữa, đúng chưa? Đó rồi, các bạn thăm dò thông tin nội bộ. Thông tin nội bộ là gì ạ? Các bạn cô nói là đã đi bán hàng là phải khai thác thông tin ở tất cả các nguồn mà chúng ta có thể có được. Ví dụ như là bộ phận marketing trước đó đã làm một cái nghiên cứu khách hàng nào đó cho cái kế hoạch marketing của mình, cũng đã nghiên cứu rồi, cũng đã có một số cái dữ liệu về khách hàng mình lấy, mình có thể sử dụng sàng lọc ra để sử dụng lại, đúng không ạ? Hoặc là trên những cái hóa đơn bán hàng cũ của bộ phận bán hàng hoặc từ phòng kế toán mà chúng ta có thể truy xuất lại được, thì chúng ta cũng có thể có được cái thông tin khách hàng. À, những khách hàng này là những khách hàng ở đâu, tên tuổi họ ra sao, họ mua với lượng hàng bao nhiêu vào thời điểm nào, vân vân. À, và tất cả những cái dữ liệu khách hàng này về các bạn thu thập về thì chúng ta có thể thu thập dưới nhiều cách khác nhau, đúng không? Các bạn thu thập nhiều dưới nhiều cách khác nhau để mà các bạn có được một cái gọi là cái dữ liệu khách hàng chung bự như thế này này để chúng ta tiến hành đi bán hàng, đúng không ạ? Và các bạn biết cái bước tiếp theo chúng ta phải làm là gì không ạ? Sau khi mà chúng ta sử dụng hết chính cái cách này luôn chẳng hạn, hoặc là tùy theo mỗi công ty chúng ta có cái gì dùng cái đó và khai thác hết được rồi, và bây giờ các bạn tổng hợp lại được một nhóm khách hàng rồi, một nhóm danh sách khách hàng như vậy, là có những cái loại khách hàng như thế này, từ đây ra từ kia ra một đống vậy. Rồi bây giờ các bạn đi bán hàng được chưa? Dựa trên cái thông điệp đó, bây giờ đưa nhân viên bán hàng tiếp cận bán hàng theo các bạn đã được chưa? À, theo các bạn là chúng ta có cần làm thêm cái bước gì nữa không trước cái bước đó không, hay là chúng ta triển khai luôn cho nhân viên của mình ra đi bán hàng luôn? Sao nhỉ? Các bạn nào có ý kiến không ạ? À đúng rồi, phân loại danh sách khách hàng, đúng không? Có trong giáo trình luôn, đứa nào thèm coi. Chúng ta phải phân loại danh sách khách hàng. Phân loại chi? Tức là đầu tiên chúng ta phải sàng lọc nó ra cái đã, cái nào mà dùng được thì dùng, đúng không? Còn cái nào không dùng được thì dẹp nó qua một bên đi. Tại vì chúng ta có nhiều mà. Ví dụ như các bạn lấy thông tin thăm dò thông tin nội bộ, và thông tin nội bộ đó có danh sách khách hàng đã mua hàng cách đây 10 năm. Nhưng mà bây giờ các bạn bán hàng cho ai? Người trong độ tuổi từ 20 tới 30 tuổi thôi. Mà cái lúc khách hàng mua này là đã 25 tuổi. Thì bây giờ họ còn lại một cục nhỏ nhỏ hơn, rồi chúng ta cũng chưa, mà chúng ta phải phân loại. Bởi vì sao? Hồi nãy cô nói với các bạn á, mình phải thấu hiểu khách hàng của mình, đúng không? Cũng mua cái sản phẩm đó đó, nhưng mà vì sao mua? Vì rẻ, vì bền, vì đẹp, rồi vì đó là sản phẩm mới, hay là vì họ thích thì họ mua, hay là thuận tiện đối với họ thì họ mua, hay là lý do gì mình phải biết được, đúng không ạ? Rồi trong cái quá trình mua đó họ quan tâm tới cái thứ gì nữa. Ví dụ như khách hàng là quan tâm tới cái việc là chất liệu tốt, nhưng có những khách hàng không quan tâm tới chất liệu đó tốt hay không, mà quan tâm tới việc là tính thẩm mỹ có cao hay là không, đúng không? Rồi có những khách hàng quan tâm tới việc có rẻ hay là không, có những khách hàng quan tâm tới cái việc là có ship hàng tận nhà hay là không. Ở như vậy thì cái yếu tố quan tâm của họ nó sẽ khác nhau, cho đó chúng ta cần phải làm gì các bạn? Phân loại danh sách khách hàng ra. Rồi, cái bước tiếp theo sau khi chúng ta phân loại đó thì chúng ta sẽ dựa trên cái
danh sách khách hàng này, đúng không ạ? Dựa trên cái sự khác biệt trong danh sách khách hàng này, chúng ta đưa ra cái chính sách bán hàng riêng cho từng nhóm khách hàng nữa kìa. À, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bước đầu tiên, đó là chúng ta phải phân loại ha. Thì phân loại nó như thế nào? À, thì các bạn sẽ thấy là đối với phân loại danh sách khách hàng á, thì ở trong lý thuyết các bạn sẽ thấy là chúng ta học ở trong marketing á, thì đối với phân loại khách hàng của chúng ta thì chúng ta sẽ có khách hàng là doanh nghiệp và khách hàng là cá nhân. Thì trong cái giáo trình mà cô biên soạn cho các bạn đó, có một cái chương ở chương cuối cùng á, cuối cùng là các bạn sau khi hết các cái chương rồi á, thì các bạn đẩy xuống cuối á, các bạn thử mở ra đi, các bạn sẽ thấy là có một cái bài đọc thêm. À, có một cái bài đọc thêm là khách hàng là cá nhân và khách hàng là tổ chức đó, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ tham khảo thêm cái phần đó để mà các bạn làm bài tập liên quan nếu có ha. Thì cô cũng đã để vào cái bài đọc trong đó rồi, tại vì nó có trong giáo trình rồi nên là cô không có đưa vào trong cái folder bài đọc thêm. Thì đối với khách hàng, các bạn có thể phân loại danh sách khách hàng ra thành hai nhóm lớn trước, rồi sau đó chúng ta phân thành các cái nhóm nhỏ sau trên hai cái nhóm lớn này, chứ không phải là chúng ta chỉ phân hai cái nhóm này không thôi đâu các bạn. Ví dụ như là các bạn phân loại thành khách hàng cho doanh nghiệp thì thường là khách hàng cho doanh nghiệp số lượng của nó sẽ ít hơn khách hàng cá nhân rất là nhiều. Nó sẽ tuân theo cái nguyên tắc Pareto, tức là 20-80, tức là 20% khách hàng là doanh nghiệp thôi, nhưng mà nó quyết định tới 80% cái doanh số của mình, tại vì cái lượng hàng của mua của họ một lần rất là lớn và nó duy trì một mức độ rất là ổn định. Và nếu chúng ta tham gia vào được trong cái quá trình này thì chúng ta sẽ có những cái lợi thế nhất định, ví dụ như là ổn định được cái gì các bạn, cái dòng sản xuất của mình. Đồng thời những cái doanh nghiệp này nè, người ta cũng khi họ gọi là doanh nghiệp sản xuất, còn nếu như là doanh nghiệp thương mại mua đi bán lại thì họ cũng có những cái số liệu nhập hàng của họ rồi, cho nên là chúng ta có thể chủ động được trong quá thì chúng ta sẽ chủ động được trong cái vốn lưu động của mình và chuẩn bị hàng hóa, thì nó thuận tiện hơn rất là nhiều. Họ điều hành công ty như thế nào, mẫu tiêu dùng của các doanh nghiệp đã làm sao và hành vi tiêu dùng của họ như thế nào. Ví dụ như là doanh nghiệp mà ở trong cái danh sách khách của chúng ta, họ sử dụng cái sản, đúng không ạ? Hoặc là họ mua về để sử dụng trong doanh nghiệp, ty này là công ty thuộc loại nào? Ví dụ như là công ty nhỏ hay là công ty lớn, đúng chưa? Cái sản lượng tiêu thụ của họ mỗi lần họ đặt hàng, gọi là có cái hạn mức thanh toán không, tức là có cho trả nợ chậm không, là cái công ty mà cái đặc thù, tức là mỗi loại công ty sẽ có những cái đặc thù riêng, ví dụ như công ty nhà nước này, rồi công ty liên doanh này, rồi công ty nước ngoài này, thì các bạn thấy là nó sẽ liên quan tới cái quy trình mà chúng ta làm những cái thủ tục chào bán.
ví dụ như tức là gọi là phải minh bạch, mà bên nhà nước là sợ tham nhũng đó các bạn, cho nên là phải đáp ứng đầy đủ những cái điều khoản nó với giá thấp nhất thì chọn bên đó, đúng không ạ? Nhưng mà bên các công ty nước ngoài thì thường họ không chưa đấu thầu, mà họ sẽ đi tìm các cái doanh nghiệp mà đảm bảo cung và họ cảm thấy là làm ăn lâu dài hay là đáp ứng được cái nhu cầu của họ thì họ sẽ có cái quy trình như vậy. Rồi những cái giấy tờ, những cái thủ tục, những cái giao dịch ở trong các cái loại hình doanh nghiệp này nó sẽ khác nhau nữa, đúng không ạ? Khi các bạn học về kinh doanh quốc tế, kinh doanh đa quốc gia đó, đó thì mỗi một cái doanh nghiệp của mỗi một cũng phải lưu ý đến cái điều này, đúng không ạ? Rồi là họ mua hàng của chúng ta là mua hàng, tức là mua hàng có lặp đi lặp lại hay không, hay là họ mua lần thôi, mặc dù họ là doanh nghiệp nhưng mà họ mua lần thôi, sau họ cũng có họ đi chỗ cái doanh nghiệp thì họ sẽ mua đi mua lại. Rồi họ có yêu cầu gì đặc biệt không? Ví dụ như bây giờ là các bạn bán cái sản phẩm là hột nút á, những cái hột nút để đính trên quần áo á, cho một cái công ty nào đó, thì công ty này công ty sản xuất, đúng không ạ? Họ sẽ đính hột nút của các bạn vô trong một cái áo, xong đó người ta mới bán cái áo này ra, chứ người ta không có bán hột nút này ra. Tức là sử dụng sản phẩm của các bạn để hoàn thiện một cái sản phẩm gì đó xong mới bán ra ngoài, đúng chưa ạ? Vậy thì có một yêu cầu đặc biệt là gì? À, bây giờ sản xuất cho tôi một cái lô nút này nè, nhưng mà phải dập cái tên công ty của tôi ra lên đó. Ví dụ như là cô mở một cái công ty thời trang xong tên là Trâm, và cô muốn dập luôn cái chữ Trâm lên trên cái hộp nút á để cô đính vào cái áo. À, vậy thì bây giờ các bạn thấy là cái mẫu tiêu dùng của doanh nghiệp nó khác rồi, đúng không? Rồi đơn giản, ví dụ như là các bạn bán hàng phải làm gì? Phải đóng gói, phải phân loại, hoặc là phải đóng gói vô trong cái bao bì của siêu thị. Hoặc là cái bao bì này là một cái bao, các bạn bán ra ngoài là cái bao bì màu xanh, nhưng mà hàng cũng là thương hiệu của các bạn, nhưng mà tại vì BC người ta cũng muốn gọi là xây dựng thương hiệu riêng và tạo ra cái sự nhận biết riêng cho cái những cái sản phẩm họ bán, cho nó họ yêu cầu các bạn như vậy chẳng hạn. Vậy thì những cái mẫu tiêu dùng này nó có khác nhau, cái chính sách từ cái sản phẩm cho tới giá, cho tới những cái yếu tố liên quan luôn. À, thì chúng ta phải hiểu được cái nhóm B2B này và phân cái B2B này nhỏ ra nữa, đúng không? À, nhóm này liệt kê vào đây, nhóm này liệt kê vào đây, mặc dù họ cũng là B2B nhưng mà có thể chia ra nhiều nhóm khác nhau dựa trên những cái hành vi tiêu dùng. Chúng ta phân tích những cái yếu tố này nó khác nhau. Vậy thì cái khó ở đây là gì? Các bạn phải tìm ra được cái hành vi của họ là gì và họ quan tâm tới điều gì. Và để biết được doanh nghiệp họ quan tâm tới cái điều gì, kiến thức mà các bạn đã học ở trong mô hình với khách hàng, đúng không? Trong cái môn mà một marketing thì chúng ta cũng cũng đi rất là nhanh thôi, không có gì gì mà chúng ta đào sâu và tạo cái việc phân biệt hai khác nhóm khách hàng đó. Nhưng mà trong hiểu ở những góc độ như thế nào, đó là đối với nhóm khách hàng là doanh nghiệp, rồi đối với nhóm khách hàng là người tiêu dùng, tình trạng về tài chính, nhu cầu sản phẩm về dịch vụ đủ tính đó là cái chấm chấm hồi nãy cô ghi đầu tiên đó các bạn, tức là cái điều kiện về doanh nghiệp đưa ra. Ví dụ như các bạn bán bảo hiểm, đúng không, thì một người có nhu cầu về sản phẩm dịch vụ, có tôi có nhu cầu, có tình trạng tài chính để đóng bảo hiểm không, có quyền quyết định mua hàng không, có luôn, bởi vì tôi mua cho tôi tiền của tôi xài, nhưng mà có đủ cái tư cách mua hàng không từ công ty, đồng ví dụ như là số những cái bệnh hiểm nghèo nó tất nhiên là loại khỏi danh sách khách hàng tiềm năng liền, có đúng không ạ? À, vậy thì chúng ta phải xem thử là nó như thế nào. Rồi ví dụ như là ở một số các những cái nhóm sản phẩm của mình ra, và bán cho những nhóm khách hàng riêng,
Cô lấy ví dụ như là điền, những cái sản phẩm tươi á, sữa tươi này, sữa chua này, những sản phẩm uống liền, những sản phẩm kem kia đồ đó, một tức là quy mô lớn, quy mô nhỏ gì cũng có thể bán được cái sản phẩm đó. Tuy nhiên một cái dòng sản phẩm, đúng không ạ, rồi là bột ăn dặm cho em bé, rồi sữa cho bà bầu, rồi sữa gì gì đó, nói chung các cái loại loại đó, thì người ta như vậy. Thì ở đây cái vấn đề là tiêu chí phân loại này nè, thì chúng ta cũng từ công ty thì các bạn phải xác định được là những yếu tố đó là gì để chúng ta có thể phân loại được. À, thì các bạn thấy là khi mà chúng ta đi tìm cái danh sách khách hàng như là phân loại các cái tiêu chí này đó, thì chúng ta phải đi tìm hiểu và khảo sát biết được. Đúng không ạ? Ví dụ chúng ta có thể căn cứ vào một cái yếu tố đó, ví dụ như nghề nghiệp, trong cái dịch vụ mà vay vay tiêu dùng đó các bạn. Thì chúng ta phải đi gì ạ? Đi thẩm định cái tài sản cầm cố của họ, ví dụ như đất đai có không? Có sổ không? Hoặc là bảng lương hay cái gì đó để mà chúng ta có thể quyết định và phân loại xem là cho họ vay ở mức bao nhiêu. Đủ những cái thông tin này của khách hàng để mà chúng ta phân loại. Và cái mối quan tâm của khách hàng nó khác nhau ở trong các cái nhóm người dùng này. Cô lấy ví dụ này, khoan qua cái phần này luôn ha, rồi hẳn lấy ví dụ. Các bạn, thì khi mà chúng ta phân loại danh sách khách hàng á, thì chúng ta đưa khách hàng vào bốn nhóm. Cái khả năng chuyển đổi thành khách hàng thì rất là lớn, thì đó là triển vọng thực sự. Nhóm thứ tư là người không có quyền quyết định mua, đúng không ạ? Người không có quyền quyết định mua, cái trường hợp này có thể xảy ra, thậm chí là ông B2C cũng có, đúng không ạ? Ví dụ như là chồng đi mua xe nhưng mà vợ là người đang quyết định, là cái người có chịu chi tiền hay là không, đúng không? Còn trong B2B thì các bạn thấy rồi, các bạn học trong hành vi các bạn thấy rồi, người sử dụng là ai, là công nhân, đúng không? Công nhân sẽ thao tác ở trên cái nguyên vật liệu đó, đúng không ạ? Rồi ai tham gia quá trình quyết định mua nữa, ví dụ như là các bạn mở một công ty thời trang, bây giờ đi mua vải, vậy thì cái người sử dụng chính cái vải đó, đó là cái người cắt may, đúng không ạ? Nhưng mà ở trong đây nữa, ví dụ như người thiết kế, người thiết kế người ta phải yêu cầu cái chất liệu đó là cái chất liệu mềm hay chất liệu cứng hay bao nhiêu ni lông hay là gì gì đó ở trong đó. Tức là công ty sẽ có một bộ phận chuyên đi mua sắm thì họ sẽ đi mua, thì cái bên đó là bên đi mua, nhưng mà bên đó không có quyền quyết định là chủng loại nào, số lượng là bao nhiêu, và cái thông số và kỹ thuật của sản phẩm như thế nào không có quyền quyết định, đúng không ạ? Rồi đi mua nhưng mà không trả tiền, tôi không có cầm tiền đâu tôi trả, mà bên trả tiền là bên phòng tài chính hoặc là phòng kế toán, sau khi mà đưa hóa đơn đồ về vân vân chuyển tiền cho bạn, có đúng không ạ? Rồi bây giờ giao hàng giao cho ai đây, giao tới kho, và kho thì những cái người mà cô vừa mới, những người mà cô vừa mới nêu ra thì là không có quyền quyết định cuối cùng, tức là không có quyết định ký vào trong cái hợp đồng đó, đúng không? Để mà mua vậy thì ai là người ký? Ông giám đốc ông ký, đúng không ạ?
Đó, cho nên là đối với người không có quyền quyết định mua, chúng ta phải xác định là chúng ta cần phải quan tâm những người là chắc chắn rồi nên đúng không ạ? Ví dụ như là người bán, bởi vì cái yêu cầu là chỉ cần cái màu đó, cái chất liệu vải đó và bao nhiêu phần trăm, có thể là trong trường hợp này chúng ta không cần tương tác đi ra, người ta nhìn xem cái màu sắc vải đó, người ta rờ xem thử thử nếu như cái chất liệu vải đó, cái độ mềm lũ như vậy may lên nó có phong không thì bắt buộc người ta phải tham gia, và thì người bán cũng phải xác định xem là à cái người đó có tham gia hay không, mỗi người tham gia vào họ cần những cái thông tin nào, còn mua bao nhiêu thì cái bộ phận mà lên kế hoạch sản xuất đúng không ạ? Nào đó của công ty đưa ra quyết định, rồi giá cả thì do bên kế toán hay là bên tài chính gì đó đưa ra quyết định, vâng không? Là như vậy thì chúng ta phải xem xét thêm là những thông tin nào, chứ không phải là chúng ta đưa cho họ một đống các cái thông tin giống nhau. Ủa tôi đâu có cần, đâu có biết đâu, tôi sẽ không hiệu quả, có đúng không ạ? Đó. Người không có nhu cầu thì sao? Nãy giờ là mình giải quyết được cái thằng này rồi ha, giải quyết được người không có quyền quyết định mua mình nè. À, mạng không ổn định hả?